mấy chị, em Ngân xin chào mọi người. Hello các chị yêu nha. Hello, xin chào mấy chị yêu. 108 chị yêu đang xem livestream rồi. Hôm nay là thứ năm hố mọi người. Hôm nay tiếp tục lên cho mấy chị một chương trình sale rất lớn luôn. Em hy vọng mấy chị em nhà mình vào like tương tác, thả tim, thả like cho em nhiều nhiều và giúp em một vài lượt chia sẻ. Hôm nay mỗi chị ủng hộ em cái đồng nha mọi người, tại vì em bán giá sale rất mềm luôn. 243 chị rồi. Dạ, em thấy chị Dầu Lê đầu tiên, em thấy chị Huệ Lê là người thứ hai và chị thứ ba là chị Bảo Hân. Hello cả nhà mình. Hello, xin chào mấy chị yêu. 271 chị rồi à. Hôm nay em lên cái dung nhìn sang xịn mịn không mọi người ơi. Giờ này mà ai không, mình mới vừa ra ca, mình mới vừa nghỉ ngơi ha, vừa xem livestream của em, vừa ăn cơm cũng được, mấy chị nằm nghỉ ngơi một tí xíu. Tại vì hôm nay chương trình này rất hot luôn. Em tận dụng cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi một tí xíu như này để lên cho mấy chị những cái siêu phẩm rất đẹp với những cái mức giá rất là hồi luôn mấy chị ạ. Em chào chị Hậu Nguyễn nha, em xin chào các chị yêu. Chào chị Bích Vinh Nguyễn, chào chị Quý Nguyễn Thị, chào chị Bích Trần, chào chị Bảo Lê, chào chị Huế Lê, chào chị Dầu Lê nha. Rồi, chị Hồng Hồng Lê là hello, em chị nhận được đồng rồi, quá đẹp, cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello chị Mẹ Kem, hello mọi người. Các chị ơi, ai nhận hàng mà mình thấy ok, mình có thể là cho em xin một vài cái lượt feedback trên livestream luôn được không ạ? Cho em xin luôn trên live để em có thể là lấy cái đó làm cái động lực. Được mà, áo đẹp quá, hôm nay em bán giá mềm cho mọi người luôn, yên tâm mà chị mua rồi, mặc đẹp lắm, cảm ơn chị yêu. Rồi các chị ơi, vào livestream rồi đúng không? Hôm nay thì em không cần gì nhiều hết, chỉ cần các chị em nhà mình mỗi người ủng hộ một cái đầm ha. Tại vì hôm nay lên từ 6 đến 7 mẫu lận cả nhà ơi. Với lại là cho em xin một lượt chia sẻ được không mấy chị? Dạ em chào chị Thảo Nguyễn nha, xin chào chị Nguyễn Lợi, chào chị Trà Nguyễn, chào chị Hà Lê. 208 chị đang xem live. Các chị ơi, ai đang xem livestream thì giúp em một lượt comment đi ạ. À. Comment cho em chữ gì ta? Comment cho em chữ sale luôn đi. Tiếp tục đi, comment chữ sale đi mọi người. Comment cho em tiếp tục chữ sale và bên góc trái màn hình có cái chữ chia sẻ, các chị nhấn vô chia sẻ bài giùm em. Được không ạ? À? Để cho cái like của em hôm nay nó sôi động lên nha, mọi được không mọi người? Chị Hoa Mùa Xuân, chị mua bộ này rồi, mặc đẹp và sang lắm. Cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Đây, bây giờ cũng em cũng thực hiện cái thao tác chia sẻ like đây. Chào chị Trần Thị Hoa, chào chị Bích Trần luôn. Mọi người ơi, bây giờ giúp em bên góc trái màn hình được không ạ? À? Nó có cái chữ chia sẻ nha. Nó có cái chữ chia sẻ, mấy chị nhấn vào giùm em được không ạ? À? Đây. Đây, em vào cái livestream. Rồi cả nhà ơi, mọi người ơi, bây giờ nhấn giùm em cái chữ chia sẻ bên góc trái màn hình nha. Mọi người nhấn vô cho em xin một lượt chia sẻ đi ạ. À. Rồi để em vô này, cái máy của em nó hơi lắc này mấy chị. Ủng hộ em để em có tiền em mua điện thoại mới đi mấy chị ơi, điện thoại em nó cùi mía quá luôn á. Đây nè, bên góc trái màn hình này mấy chị. Đây, bên góc trái màn hình mọi người nhấn vô chia sẻ giùm em. Rồi, mọi người bấm cho em chữ viết bài nha. Cho em xin một lượt thôi, mỗi người một lượt thôi. Em cảm ơn rất 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 là nhiều luôn. Đây, mọi người coi giùm em chữ đăng nha. Coi nó ở chỗ công khai chưa. Được không ạ? Rồi, bấm đăng giùm em là ok. Được không ạ? Tranh thủ giùm em nha mọi người ơi, tranh thủ giùm em nha. Hello cả nhà mình luôn. Xin chào mấy chị. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa đã share livestream giùm em nha. Chào em hôm nay đâu? Em coi cái gì đâu nó trôi comment. Cảm ơn chị Trần Thị Hoa đã share livestream giùm em luôn. Hôm nay sale hả em? Đúng rồi chị, sale hơi bị lớn luôn. Sale hơi bị lớn luôn nên là comment cho em nhiều lên đi mấy chị. Comment càng nhiều giá em sale hổ này rẻ kinh khủng luôn. Được mà, nên là hy vọng mấy chị yêu nhà mình tranh thủ giùm em nha. Để em ghi cái chữ sale đi cho mọi người biết nè. Comment cho em chữ sale đi mấy chị, comment càng nhiều càng tốt mấy chị ơi. Sale lớn. Đó, ghi vậy đi để cho mọi người biết. Tranh thủ giùm em nha mọi người ơi, tranh thủ giùm em, comment cho em chữ sale lớn, sale lớn, sale lớn. Comment càng nhiều càng tốt mấy chị, tại vì biết sao không, comment càng nhiều, giá mình mua nó rẻ hơn, mình dễ đặt hàng. Rồi ok, được chưa mấy chị? Bây giờ cho em hơn 300 chị đi, em bắt đầu em live mẫu này luôn mấy chị ơi. Cái em này là một cái em siêu phẩm, em bán rất chạy. Nên là hôm nay em cập nhật số lượng em về thêm ha. Em về thêm và em cũng bàn với Nhung mà nãy giờ á. Nhung nói với em là hôm nay trời mẫu này mới về mà tự nhiên sao đòi đi lại đi sale vậy. Đẹp mình bán đắt quá trời luôn, ở cửa hàng cho tới online mình bán quá trời bán luôn, đi sale thấy ổn. Nhưng mà thôi nói em thấy năm nay á mấy chị ơi, mình chưa sale online đợt nào thấy nó bùng nổ hết trơn, thôi làm luôn đi.
đó, mà mấy nay mấy chị cũng kiếm Zoom rất nhiều đúng không? Đó, chị nào mà đã từng mua Zoom của em thì mấy chị có thể cho em xin một lượt feedback trên livestream luôn ha. Cảm ơn chị Phạm Khánh đã share livestream giùm em, và em cảm ơn chị Nhung Ngô đã share livestream giùm em. Cảm ơn chị Hà Huỳnh, cảm ơn chị Duy Nguyễn đã share livestream giùm em. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa nha. Rồi bên góc trái màn hình mấy chị ơi nhấn giùm em chữ chia sẻ nha. Rồi bây giờ chuẩn bị vào chương trình luôn đúng không ạ? Cái em này, cái em này mã sản phẩm của nó là 6491. Mấy chị ơi nghe được cái mã là mình chốt luôn giùm em được không ạ? 6491 gạch ngang giùm em số điện thoại kế bên 5 size S, M, L, 1X và 2XL 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng. Được không ạ? Và em sẽ bán mức giá rất là bất ngờ cho cả nhà mình luôn. Hy vọng mấy chị em nhà mình đặt hàng trên sóng livestream. Và hôm nay em chắc chắn luôn một điều là cái em đồng này mấy chị ơi nó sẽ bay hết trong một cái livestream này. Và sau livestream em không nhận thêm bất kỳ một đơn nào. Và em sẽ sale với mức giá rẻ nhất trong buổi livestream này ngày hôm nay luôn. Chị nào nghe được cái mã là chốt giùm em nha. Em này em phối hợp một lần giữa hai chất liệu, là chất liệu von hàng và cô tâm lạnh. Von hàng ở bên trên và cô tâm lạnh ở phía dưới. Mã là 6491 nha các chị ơi. 6491 gạch ngang giùm em số điện thoại kế bên là mình sẽ có đơn hàng. Giá gốc là 550 nha. Giá gốc là 550 nha mấy chị. Và hôm nay em sẽ giảm cho mọi người, giảm kịch liệt. Và theo em thấy là đó giờ em chưa bao giờ em xem với mức giá này. Tại vì hả, em với Nhung là cũng phải bàn kỹ lắm luôn. Tại vì bán cái mức giá này là coi như là phải nói là cháy hàng, với lại là nhiều khi em sợ không có đủ hàng em trả cho mấy chị luôn. Em like số lượng ít thôi nha mấy chị ơi. Mẫu này giá gốc là 550, hôm nay em sẽ sale còn đầu 2 thôi. Được không ạ? À? Nên là chị nào bây giờ nghe được cái mã là chốt luôn giùm em là 6491 gạch ngang số điện thoại kế bên 5 size S, M, L, 1X và 2 đều 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng eo dưới 90 xăng. Mã là 6491, giá gốc 550 và hôm nay sale cho mấy chị còn 299.000. Chốt đơn mấy chị ơi. Chiều nay có hàng sẵn ship luôn cho mọi người ha. Mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè. Được tích lũy điểm mỗi lần mấy chị mua hàng thành công và tham gia chương trình vòng quay may mắn nữa. Ok. Được ạ, lên đơn ủng hộ em nha mọi người ha. Bởi vì số lượng em đồng này hôm nay là số lượng ít, mấy chị nó không có nhiều đâu. Cái đồng này đây là một trong những cái siêu phẩm em bán rất cháy hàng mấy chị. Em bán mà số lượng cực khủng luôn á. Và đây là cái đợt hàng cuối cùng luôn rồi. Em bán rất chạy nên là em cố tình em nhập thêm cho mấy chị và làm chương trình luôn. Nên là hy vọng mấy chị ơi đặt luôn trở lại cho em giùm em 6491 gạch ngang số thoại giùm em. Cái này á, người ta tưởng em đang phối cho mấy chị là một cái áo với một cái quần tây đúng không? Nhưng mà thực chất đây là nguyên một cái dùm. Cái dùm ở phía sau là nó sẽ có dây khóa kéo nha mấy chị. Nó sẽ có dây khóa kéo như thế này nè. Mình mặc nó tiện lợi mà nó sang, mấy chị đẹp theo kiểu đẹp sang trọng và đẹp đẳng cấp luôn nha mọi người ha. Lên cái nút da mình rất là trắng. Cái màu nền chính của nó mấy chị là mền mền màu kem như thế này. Và kết hợp với gam màu này là tím mận của ông chị. Tím mận là một gam màu rất tây và rất là hiếm trên thị trường. Những brand lớn thì họ sẽ may những cái gam màu này nhiều hơn. Chứ bình thường là ít ai may cái màu này lắm mấy chị. Bởi vì cái vải này nó sẽ đắt hơn. Cái gam màu của nó sẽ đắt hơn những gam màu đen, màu trắng, màu đỏ thông thường ha. Đây là những cái gam màu độc và hiếm nhất luôn mấy chị. Và thiết kế dung của em mấy chị biết rồi. Em may 10 cái đầm thì trong đó em mới sản xuất ra cho mấy chị từ 2 đến 3 chiếc dung. Đúng không mấy chị? Là thứ nhất là cần cái kỹ thuật rất là cao. Tại vì cái dung á mấy chị, em may phải nói là em may rất khéo luôn. Em mới cho ra được cái dòng sản phẩm phải test mẫu. Tại vì chính em là cái người test mẫu này, phải đứng lên ngồi xuống coi nó có vừa vặn form hay là không. Và mặc lên nó coi nó có dễ chịu hay là không. Nó có bị cứng, bị kích chỗ nào không. Đúng không mấy chị? Mới làm một cái dung nó hoàn hảo. Chứ cái dung mà em may đại là không có nha mọi người. Nên là dung thường thường á, người ta bán 700-800 là vậy mấy chị. Bởi vì dung nè, may nè, rất khó. Và đặc biệt em là may dòng dung phối là có hai chất kết hợp lại. Phần thân trên là chất von hàng và phần thân dưới là chất cô tâm lạnh. Hai cái chất này nè mấy chị nó đối lập với nhau. Thằng ở trên thì nó mềm hơn, thằng ở dưới thì nó dày dặn hơn. Mà phối hai chất lại vậy là nó rất khó. Nhưng mà một khi đã phối lại đẹp rồi thì mặc lên xuất sắc luôn, không chỗ nào chê. Và hôm nay em đố mọi người vừa bán vừa đố và ở đâu bán mức giá 299.000 cho mẫu dung. Em chắc luôn không một ơi nơi nào mà có bán cho mọi người cái mẫu dung này giá 299.000 thì trời ơi nó rẻ dã man luôn á mấy chị. Đây đi chơi ha, phối cho em thêm cái chiếc túi này, phối cặp mắt kính nữa. Trời ơi sang không ai đặt lại mình luôn á mấy chị, thiệt đẹp lắm, lên nút da mình rất sang. Đó,
Rồi nút da mình trắng cực kỳ, cổ em làm cổ vuông nha, không hở nha mấy chị. Em làm đa số làm những mẫu thiết kế này không hở. Cổ em làm cho mấy chị cổ viền nè, phối chất cô tông lạnh là cái chất nó dày dặn, mặc lên nó đã mấy chị, nó định hình form cho mình một phát một. Nó fit dáng rất hay luôn mấy chị. Chất liệu von hàng, mấy chị nhìn giùm em cái von hàng em làm nha. Von hàng cao cấp nha mấy chị. Nên là họa tiết lên nó không bể màu, rất đẹp. 299.000 giá gốc 550. Ôi ôi, thêm cái khoen ở bên này nữa, ta nói đỉnh cao luôn mấy chị. Cái bộ men che gọn bưng luôn mọi người ơi. Cái chân nó dài thẳng tắp luôn. Form quần này là form quần chính tấc nha cả nhà ơi. Form quần chính tấc là thường ta kêu là 90cm á, là phụ nữ châu Á mình mặc rất hợp. Phụ nữ châu Á mình hợp nhất với cái dáng chính tấc này nè. Còn nếu như em may dài qua mắt cá em làm vẫn được mấy chị thật sự. Nhưng mà nó sẽ làm kém cái chiều cao của mọi người, rất khó mặc. Còn cái form dáng này nè mấy chị, 1m4 mấy, 1m5, 1m50 mấy, 1m6, thậm chí 1m7 mặc được hết. Và ngoài ra nó còn tôn vóc dáng cho mình hơn, nhìn cảm giác mình sẽ cao hơn, sang trọng hơn rất nhiều ha. 299.000 chốt đơn giùm em mấy chị ơi, đẹp lắm. Cái này á, em không có về nhiều được đâu ạ. Em hy vọng mấy chị em nhà mình đặt sớm để mà em còn chừa hàng cho mấy chị yêu nhà mình ha. 6491 gạch ngang giùm em số thoại kế bên ha. Sang quá à mấy chị. Ủa cái này nè mấy chị, em may như thế này là phải nói hơi bị đẳng cấp luôn. Zoom lại cho mấy nàng con. Ở trên là chất mềm phối với chất hai này nha mọi người. Cái này thợ em may là phải than, may ai cũng than hết trơn mấy chị. Thiệt sự luôn, bởi vì may nó quá cực đi, nó quá khó. Kỹ thuật may zoom bình thường, may vải trơn thôi đó đã khó rồi. Mà cái này phối hai dòng chất liệu kết hợp lại thì nó còn tăng cái độ khó hơn. Nên là phải đòi hỏi kỹ thuật của người thợ rất nhiều. Và em chạy bo viền hết nha mấy chị, cả tay cả cổ luôn để cho nó tiệt với gam màu. Và lần đầu tiên cái chiếc này nè, cái chiếc zoom này em phối cho mấy chị hai cái nút gam màu vàng đồng. Hai cái nút gam màu vàng đồng đây là nguyên liệu phụ kiện em cũng phải nhập nha mấy chị ha. Đó, đây là cái này nè mấy chị, nó không có phải là bị rỉ sét hay là nó bị bay màu thành màu đen sau cái quá trình mấy chị mặc ha. Em thấy có nhiều cái nút người ta sơn hay người ta phớt cái gì đó lên á, mấy chị mình mặc một thời gian nó sẽ bị đen, nó bị chóc sơn ra luôn. Không có nha mấy chị, cái này là mình mặc bền bỉ và mặc lâu dài. Em muốn mua một cái zoom giá rẻ nhưng mà hàng em bán là em bán chất lượng. Nên là mấy chị mua hàng cứ việc kiểm tra hàng cho em thoải mái. Hoặc là chiều nay mấy chị ơi, mình tranh thủ mình ghé giùm em ba chi nhánh cửa hàng. Nhưng mà ba chi nhánh cửa hàng em không bán mức giá này được nha mọi người, lưu ý giùm em. Em đầm này mọi người chốt sớm giùm em là 6491 gạch ngang giùm em số thoại kế bên để em còn chốt đơn hàng cho mấy chị. 296 chị rồi, quá nhanh. Có chị nào mới vừa vào like không, chưa biết mã, chưa biết giá của em giùm này, mọi người chấm bài lên giùm em với nha. Hôm nay thì em like tổng cộng tới 6 mẫu lần. Nên là mọi người ơi nhớ dồn đơn, mình đừng có đặt một cái hai cái, tại vì tiếc lắm, đa số em lên những mẫu đẹp. Có nhiều khi là có sai, có cũng có cái lẽ sai, nên là có chị đặt được và có chị không đặt được. Và có nhiều chị đặt có cái mã không là em không thể nào cái đơn mình vô hệ thống được đâu mấy chị, nó sẽ trượt ra ngoài. Nó chỉ nhường đơn cho chị nào có đầy đủ thông tin, mã sản phẩm kèm số điện thoại giùm em ha. Chị nào mới vừa vào like không, comment cho em một cái dấu chấm đi ạ. Xin lung linh luôn á, cảm ơn chị yêu. Cho em hỏi có chị em nào có cho em hỏi có chị em nào mà mình đang đặt hàng trên live stream không? Trời ơi, 299.000 thì em nói 299.000 đúng không người đẹp ha. Đấy, đây là tranh thủ giùm em cái giá này, mọi người nhiều khi còn hay suy nghĩ nữa đúng không cái chị? Hay suy nghĩ đắn đo nữa đúng không mọi người? Đó, nhưng mà có hay suy nghĩ đắn đo ở chỗ là chỗ không phải có thiệt không? Cái zoom đẹp như thế này mà làm sao mà bán giá 299 được đúng không? Giá nó quá rẻ luôn. Tại vì em nói rồi, em làm chương trình sale mà mấy chị. Em làm chương trình sale thì em giảm giá luôn cho mọi người luôn ha. Nên là bây giờ mấy chị tranh thủ giùm em 299.000 thôi ạ. 6491 giùm em nha chị Phương Lan Nguyễn. Em đọc rất chậm luôn nên là hy vọng mấy chị có thể đặt được nha. 6491 gạch ngang giùm em ngân số điện thoại kế bên để mà mình còn được có đơn hàng. Bởi vì số lượng này em chỉ nhận đúng trên live stream, còn sau live stream thì em không có nhận được nha mấy chị. Nên là hy vọng mấy chị đặt hàng sớm luôn để em còn chừa đơn ha. Mấy chị ơi cứ đặt hàng, chị nào cứ đặt comment mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại là mình sẽ được có đơn. Các bạn nhân viên tư vấn sai chỗ nãy giờ mấy chị chốt quá trời luôn. Tại vì em không có đụng vô cái điện thoại luôn á mấy chị. Điện thoại em nó hết pin cả nhà, nên là em không có đọc tên được ai nha. Tại vì cái số lượng này số lượng ít, chị nào đặt trước thì mình có trước. Nhưng mà em thông báo cho mọi người ba size ít nhất nè, là size M, L và XL ha mấy chị ha. Cái size mà ít nhất luôn á là size L. Size L là từ 52 cho tới 58 cân ha. Mẫu này em nhắc lại cái mã sản phẩm cho mấy chị là 6491
gạch ngang số điện thoại kế bên. Mình đặt sớm để em còn chiều nay em sẵn ship. Em có hàng em sẵn ship cho mọi người. Mình mua hàng hôm nay mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè. Mình sẽ được tích lũy điểm mỗi lần các chị mua hàng thành công và tham gia chương trình vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn này mình quay là mình có thể trúng luôn ha mấy chị ha, chứ không phải là mình quay là chúc bạn may mắn lần sau quay là mình trúng mấy chị. Ăn thua là mình trúng nhiều hay trúng ít, có nhiều chị trúng 20, trúng 50, 100, 150 có luôn. Sướng không mấy chị? Giá em bán cái zoom này 299 là sau livestream em không nhận thêm một đơn nào nữa giá này nha mọi người nha. 6491 gạch ngang số điện thoại giùm em nha các chị ơi, tranh thủ giùm em nè. Số lượng em đang vơi đi rất là nhiều bởi vì mấy chị thấy không, trên điện thoại của em, trên màn hình của em rất nhiều số điện thoại. Nhưng mà em không có đọc được tên ai đâu ạ, tại vì á em đọc này số lượng ít, cái dùng này số lượng ít. Nên là chị nào đặt trước thì mà em còn chừa hàng, còn chị nào đặt sau là mình không có hàng ha. Đây, cái mã này á mấy chị là một trong những cái em hàng mà em bán rất chạy trong năm nay. Năm nay mà dùng mà phải nói là bán chạy nhất là cái ông này 6491. Chị nào đã từng mua cái dùng này cho em xin một bình luận. Nhung mới bảo mấy chị sắp hết hàng. Chị nào mà đã từng mua cái zoom này á, mọi người có thể cho em xin một lời feedback trên livestream được không mấy chị? Ví dụ như hồi trước em bán cái zoom này 550 thôi, mấy chị đừng giận em nha. Tại vì đợt này em về cho mọi người thêm một tí thôi, nên là em làm chương trình luôn, đáng lẽ là Nhung không cho mấy chị. Bởi vì Nhung bảo cái zoom này mình bán rất đắt, ở cửa hàng mình bán cháy hàng hết trơn rồi đó, ba chi nhánh cửa hàng luôn. Hôm nay em like là ngày mai mấy chị ghé hết trơn, hoặc chiều luôn là mọi người ghé là em lẻ tẻ hết trơn. Mà ngày hôm nay em cập nhật thêm ha, số lượng nó không có nhiều đâu nên em gần sắp hết hàng rồi. Em nhắc lại cho mọi người cú pháp một lần nữa là 6491 nha mấy chị, 5 size đủ luôn, 40 cho tới 72 cân, nổ đơn cho em 6491 gạch ngang số điện thoại kế bên. Giá gốc 550, hôm nay sale 299 ngàn, chốt đơn giùm em nha mấy chị nha. Cái dung này mọi người phối đi đâu cũng được hết trơn, bây giờ mọi người phối cho em túi đen đi gặp đối tác khách hàng của mình nè. Đây xinh không mấy chị? Em ngân cao 1m63 và nặng 49 cân cho mọi người nha. Em cao 1m63 và em nặng 49 cân này, mấy chị thấy mặt lên fit form fit dáng không? Đầm phối nha, cái này là dung phối hai chất mà mặt lên đẹp cỡ vậy là rất là hiếm nha, bởi vì dung may rất là khó mấy chị, không có may dễ đâu. Thiệt sự cái dung này em test mẫu rất lâu rồi, em lên cái bản thiết kế là em khoái liền. Mấy chị biết em chờ cái mẫu này hơi bị lâu bởi vì may thời gian rất lâu luôn mọi người ơi, không có phải là nhanh. Và cái gam màu này nè mấy chị, em đều phải nhập hết, hơn 80% chất vải em đều phải nhập hết. Nên là mới gọi là chất vải độc quyền rồi mấy chị, độc quyền luôn ha mọi người ha. Còn những cái chất vải mà em nhập trên thị trường mấy chị sẽ bị đụng hàng. Hôm nay mấy chị bận ngày mai người ta cũng bán, và bán thậm chí giá rẻ hơn rất nhiều luôn. Đúng không mấy chị ha? Còn đây là những cái cây vải độc quyền không có ai nhái lại được hết trơn. Được không ạ? Mà giá có 299 ngàn. Em vừa đứng ở đây vừa đố mọi người kiếm đâu cái dung đẹp, thiết kế 5 size. Em nói nè mấy chị ơi, SML hoặc mai người ta còn may ha mấy chị, hoặc 4 size là cao lắm, hoặc là 5 size là không bao giờ có luôn mấy chị, rất hiếm, hiếm nha mọi người ha. Mà giá 299 này không ai chịu bán đâu. Kêu ta may 5 size mà bán giá 299 là không ai chịu bán. Cái này là phải chấp nhận hy sinh luôn á mấy chị. Tại vì cái tiền công, tiền vải nè mấy chị, mà mọi người biết không, cái kỹ thuật may của cái dung đòi hỏi rất nhiều mấy chị. Mà may nó lâu hơn cái đầm. Cái dung may khó giả mang luôn, thợ bên em may án than hết trơn mấy chị, là mọi người biết rồi. Đúng không? May dung này phối phải phối một lần hai chất lại như. Chứ không thể em nhập nguyên một con đầm này về á, thì nói gì mọi người. Cái này là em phải phối luôn, tự nhập vải về, tự lên bản vẽ, tự lên thiết kế, đổ cái chất xám của mình vào trong cái thiết kế của mình, để có cái sự sáng tạo hơn, nó không có bị trùng, bị copy paste ha mấy chị ha. Không phải là thấy ở trên mạng hay là ở đâu đâu may đẹp là thôi mình may trùng, không có nha mấy chị. May cái nào nó có cái chất riêng, nó sang trọng và nó đẹp, đúng không mấy chị? Mình mua cái mẫu này là mình nhớ tới em y. Hôm bữa mình coi cái livestream mình mới mua được cái mẫu này nè, chứ không ở ngoài mình cũng không thấy đâu. Thật sự đúng không mấy chị? 299 ngàn, có mình em bán không mấy chị? Mai bán đó mọi người nha. 6491 gạch ngang số điện thoại. Mấy chị ơi, mua tặng cho người thân bạn bè giùm em. Mua cho em dâu, chị dâu rồi đó mấy chị, tớ mua cho em mấy chị 299 ngàn, 6491 5 size SML 1X và 2 đều, 40 cho tới 72 cân, chuẩn bị sắp hết hàng nha mấy chị. Phối cho em túi đen như thế này nè, xinh không? Hoặc là phối cho em túi trắng, mặc đi cà phê, đi chơi, đi cuối tuần, đi trung tâm thương mại với con cái, bạn bè, người thân, đi shopping. Mấy chị thấy nó fit cái dáng không? Nó tạo cho mình cái hõm lưng nó đẹp lắm mấy chị. Mà cái ống quần chân đồ gì nó thoải mái lắm nha mọi người. Có phối túi hai bên, hai bên em phối cho mấy chị hai cái đường nẹp nè. Đó, đẹp không? Đỉnh cao ha. 299 ngàn.
6491 gạch ngang số điện thoại, chuẩn bị qua mẫu mấy chị ơi, chuẩn bị qua mẫu nha mọi người ơi. Cái này số lượng không nhiều đâu ạ. À, đi chơi đi cà phê cho em nè mọi người. Đi ăn tiệc với những đi ăn tiệc với những cái buổi tiệc nhẹ nhàng thân mật bên cạnh người thân gia đình ha. Hoặc là mình đi cà phê sáng nè, đó. Xin ông mấy chị lên góc nào cũng được hết trơn á. Thí dụ như cái mẫu này mình không biết tạo dáng ha, mấy chị đứng đơn giản thôi, bỏ tay vô túi như này thôi. Là cái dáng váy, cái dáng dùm nó đã fit lại hết cho mấy chị rồi. Mình không cần phải là tạo dáng kiểu này kiểu kia đâu, phải là ai cũng rành cái kiểu tạo dáng giống như các bạn tuổi trẻ đâu, đúng không? Đó, nên là mọi người là đứng thông thôi, nó cũng đẹp. Hoặc chụp chân dung từ đây đổ lên nè, mấy chị thấy rất sang ha. Cổ em làm không hở nha mấy chị, cổ không làm hở nha mọi người, rất là đẹp luôn. Cái tay làm dáng tay lẫn thoải mái nè. Bây giờ mấy chị em nhà mình làm nội trợ trong bếp á, mình cái tay chân mình cử động nó dễ chịu lắm mấy chị. Ở phía sau lưng nè, làm dây thoát kéo. Cái này á mấy chị, mình mặc còn đẹp hơn cái áo và mình phối với cái quần. Tại vì biết sao mấy chị, mình mua áo với quần á thì mình không bao giờ có được giá như em bán. Mình mua áo không á, mấy chị ơi, cũng đã 400 ngàn, cái quần tay bây giờ là cũng 600-700 rồi, đúng không? Mà mình mua mình sơ bên lại á, lúc đầu đồng ý nó sẽ đẹp, đúng không mấy chị? Nhưng mà khi mấy chị ngồi làm việc 8 tiếng đồng hồ trong văn phòng, hoặc là ngồi cà phê với khách hàng của mình, hoặc là mình đi đâu đó, mấy chị mỗi lần đứng lên nó sẽ bị dơ cái tay lên cả thôi. Nó sẽ bị xúc cái phần sơ bên ra, nhìn nó không có được sang, nhìn nó không có được thẩm mỹ, và đứng lên nó nặng kéo kéo nhét nhét vô vậy nè mọi người, nó rất là kỳ, đúng không? Còn nguyên cái dung như thế này mấy chị thấy tiện lợi không? Nó sang, nó đẹp cực kỳ luôn. Nên là ai chốt luôn để lại cho em cú pháp là 6491 gạch ngang số điện thoại nha. Em Ngân chuẩn bị qua mẫu rồi mấy chị ơi, số lượng em này sắp hết hàng. Cái này mọi người có thể là phối đi sự kiện cho em nè, xách cái túi này nè mấy chị, xách thêm một cái tốt nữa. Xin không? Mang giày đen hay túi giày đen hay giày trắng gì cũng được. Và cái form này nè mấy chị, nhìn cho em cái ống quần nha. Em làm may thêm cái ống quần vừa phải, không may theo cái ống quá loe hay cái ống quá bá sọc, là cái ống nó quá to, quay may vừa phải cho mấy chị yêu nhà mình. Độ mà để cho cái tôn được cái chân của mình lên và che được khuyết điểm phần đùi, phần bắp chân cho mình. Chị nào có khuyết điểm chân vòng kiềng nè, chân mình to, đùi mình to, cứ mặc cho em cái này. Và mấy chị biết không ạ, cái gam màu tím mận là một gam màu rất hiếm trên thị trường, rất hiếm người may mấy chị ơi, không có dễ gì mà phải nói là em lấy được cái mẫu này về đâu ha. Rồi em Ngân chuẩn bị qua mẫu luôn mấy chị ơi. 6491 gạch ngang số thoại giùm em 5 size S, M, L, 1X và 2 đeo, 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90 cm. Mọi người ơi, đặt nhớ đầy đủ thông tin giùm em, đừng sai thông tin cũng như đừng thiếu thông tin ha. Sai số các bạn nhân viên tư vấn sau, bởi vì em này có tới 5 size nhưng mà gần sắp hết hàng, em sẽ qua mẫu luôn. Bây giờ comment số 2 qua mẫu ha mấy chị, comment số 2 giùm em luôn, comment càng nhiều mua giá càng rẻ. Và tiếp theo là một em rất đẹp luôn ha. Hy vọng mấy chị em nhà mình tương tác và cho em một nút share bên góc trái màn hình, comment số 2 qua mẫu nha mấy chị.